Đây các bạn nhìn này, nhìn. Ôi trời, camera selfie ẩn dưới một nút bấm. Trời. Xin chào bạn vị, các bạn ở đây. Các bạn đã thấy MacBook chạy Windows chưa? Windows. Lại đây. Từ đó tôi cho các bạn xem này. Đây các bạn nhìn này, nhìn. Ôi trời, camera selfie ẩn dưới một nút bấm. Trời. Và thưa mọi người, hôm nay mình sẽ các bạn xem laptop của Huawei. Và mình đang có 3 con laptop Huawei đây. Để xem cái nào sẽ chạy Windows và cái nào sẽ chạy bài khác nhá. Rồi, đầu tiên mình xin giới thiệu con ngoài cùng bên trái. Đây là một chiếc laptop rất là đặc biệt. Mày không thể dùng cái laptop sạch sẽ hơn được ở đây. Nhà có mèo. Có chắc đây là lông mèo không? Hay là mày làm cái gì mày nhìn cho kỹ đi. Đây giống cái lông gì mày dí sát camera cho mọi người xem. Đây là cái lông gì của mày hả? Các bạn nhìn laptop là ôi kinh khủng khiếp. Rồi, sản phẩm laptop này thì chạy Core i7 Gen 8. Đó, bạn thấy là cái độ bền của màn hình sau nhiều năm nó vẫn khá tốt. Và tôi đang có một chiếc laptop nữa để so sánh với nhau. Bạn thấy là cái cách thiết kế ở đây gần giống nhau. Chúng ta sẽ đều có cái khu vực ở bên cạnh nó có kích thước lớn. Nhưng cái này thì sẽ tích hợp loa. Và cái này thì sẽ không có loa. Và nó để thế để làm gì? Chúng ta sẽ giải đáp trong video gọi là lần tới chứ còn bây giờ tôi chưa biết. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy ở phần bàn phím thì có sự khác biệt đầu tiên. Là cái chiếc Huawei laptop này chúng ta sẽ có cái camera được ẩn đi. Tại vì sao rất nhiều người là để camera nhưng mà phải dán bởi vì sợ là bị kiểu các phần mềm theo dõi nó sẽ lấy thông tin các bạn. Nhưng với cái này thì các bạn sẽ hoàn toàn khắc phục được điều đấy. Một tính năng rất hay. Và các bạn sẽ nhìn thấy là viền màn hình của cái chiếc laptop mà mình đang có ở đây cũng cực kỳ mỏng so với lại cái chiếc MacBook 15 inch bên cạnh mà của Tuấn Anh đang sử dụng. Các bạn thấy là viền con này mỏng gần gấp đôi. Hay là các bạn thấy là do không có trang bị cái camera selfie nên bạn thấy viền màn hình của nó cũng mỏng kinh khủng khiếp. Nói chung là về cái độ mỏng màn hình thì đều là kích thước 15 inch. Nhưng các bạn nhìn đi, chiếc laptop của Huawei thì cái màn hình gần như là lọt thỏm vào bên trong cái chiếc laptop của Apple. Rồi, thì văn phòng mình sử dụng Apple rất là nhiều nên dễ so sánh. Cái kích thước của trackpad thì các bạn cũng nhìn thấy ở chỗ này là của Huawei có rộng hơn một chút về bề ngang. Đó. Còn cái của đây là chiều dài, xin lỗi các bạn, bề ngang thì sẽ tương tự nhau. Và đây là phủ một cái lớp để chống bám mồ hôi cho vân tay để cho nó mượt hơn. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái khu vực bàn phím ấy thì bàn phím của Apple mình sử dụng một thời gian là có hiện tượng ra mồ hôi giống vân tay là kiểu nó hơi bị dính dính luôn rồi đấy. Đúng rồi. Nó ra mồ hôi. Nhưng con này thì cái laptop của chúng ta thì bàn phím này được phủ mờ. Nó sần. Đây là một cái loại thiết kế được sử dụng đại đa số trên rất nhiều các laptop của Windows. Đặc biệt những dòng học sinh sinh viên ấy, tại vì biết học sinh sinh viên hay gõ pa. Thì cái này sẽ không để lại mồ hôi dấu vân tay nhé mọi người. Khá hay đúng không? Điểm đặc biệt nữa là cái sản phẩm laptop này sử dụng Ryzen 5 của AMD. Trong khi đấy phần lớn những cái laptop của Apple ở đây mình đang có đều là sử dụng Intel là chắc chắn rồi. Rồi, nếu mà các bạn nhìn xa xa ra một chút, tổng thể các hai chiếc laptop này thì các bạn thấy nó quá giống nhau. Giống nhau không? Giống bao nhiêu phần trăm? 99. 99% luôn, đấy là sự giống nhau. Đây, ta sẽ gập xuống để xem cái bên ngoài. Đó, cho các bạn xem. Đây, thì cái cách thiết kế của laptop của Huawei thì nó sẽ vuông hơn. Nó không có bo theo kiểu như này. Mình nghĩ là các bạn, đây cũng là một trong những video hiếm hoi các bạn đã thấy laptop của Huawei ở Việt Nam. Sản phẩm này thì theo mình biết sắp tới sẽ về. Nó nằm trong hệ sinh thái của Huawei. Nó nghĩa từ điện thoại, tablet, laptop, cái gì có. Còn chúng ta xem thêm nhá. Ở đây thì bên trái các bạn thấy là của Huawei. Họ sử dụng chúng ta một cổng A, một HDMI và chúng ta vẫn sẽ có cổng C. Còn cái này nó sử dụng là cổng sạc MagSafe Thunderbolt. Rồi, những thế hệ mới nhất thì nó đều là C nhá. Và các bạn nhìn thấy bên này nó thêm hai cổng A nữa và có giặc cắm tai nghe 3.5. Cách thiết kế ở phía sau thì cũng sẽ tương tự như thế luôn. Và nhìn sơ qua thì các bạn rất là khó có thể phân biệt được, các bạn nhìn đi. Cái chỗ mà bản lề, cái chỗ mà người ta mở máy tính đây, mình sẽ cho các bạn xem. Ui. Rồi. Rồi, laptop các bạn thì mở bằng một tay. Cái này người ta sẽ mở bằng một tay. Đó. Và dưới này nó sẽ có hai cái mic để tăng được cái khả năng đàm thoại trong quá trình chúng ta muốn nói chuyện gọi webcam với nhau. Rồi, bên dưới thì mọi người sẽ có cái khe tản nhiệt của nó và cũng như là loa được thiết kế ở dưới này và vẫn có logo của AMD và mình sẽ mở các bạn xem nhá về cái cấu hình của cái sản phẩm. Ở cái phiên bản này thì mình có xem ở bên website
hôm sự kiện ra mắt của bên Trung Quốc là rơi vào tầm khoảng 13 triệu đồng. 13 triệu đồng cho một chiếc laptop 15 inch các bạn Full HD sử dụng là đấy chứ chưa? Vẫn đảm bảo MacBook triệu Windows. Ryzen 5 3500U 8GB. Nó sẽ sử dụng cho chúng ta là bộ nhớ trong là 1T. Đấy. Cho bạn hiểu luôn về cấu hình như các bạn nắm rồi và nó chơi được cái trò gì. Mình có thử chơi là FIFA thì FIFA Online 4 có thể chơi trên này. Nhưng nó có một cái tính năng cực kỳ hay các bạn thấy, đây là Huawei Share. Khốn nạn này. Với Huawei Share thì nó sẽ làm một điều, ví dụ như bây giờ màn hình trên chiếc điện thoại này mình chỉ việc đặt nhẹ vào đây. Có mày tắt. Rồi, sau khi mà mình đặt vào đây nó sẽ rung lên và trên chiếc Huawei sẽ hỏi là có muốn kết nối cái chiếc MacBook này hay không. Và mình chỉ việc bấm kết nối mà thôi và xong. Như vậy là chiếc P30 Pro này của mình đã được kết nối và hiển thị trực tiếp màn hình lên laptop. Và khi đó các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể truy cập vào bất kỳ những cái thông tin hay là những cái gì đó cực kỳ nhanh và cực kỳ mượt mà. Các bạn nhìn cái màn hình bên này. Đây các bạn hãy xem cái màn hình ở bên này chúng ta nhá. Ủa? Đây, thấy không? Nó gần như là xuyên suốt và đồng bộ với nhau. Đây cho các bạn xem. Này, đấy. Cái màn hình điện thoại sẽ dần dần tối để cho nó tiết kiệm điện mà, tại vì nó không dùng tối. Nhưng cái độ trễ của nó là cực kỳ thấp. Các bạn có thể nhắn tin cho ai ở trong này cũng được. Các bạn có thể làm bất kỳ điều gì ở trong này thì cũng được. Và điện thoại đã kết nối thẳng trên đây. Ví dụ như mình sẽ gọi 900. Đấy. Thì nó mở cuộc gọi ở trên cái điện thoại ngay. Tất nhiên rồi các bạn, để đảm bảo cái sự bảo mật của chúng ta. Rồi. Như thế là trong video ngày hôm nay thì mình đã cho các bạn xem một chiếc laptop. Vân vừa nói gì nhỉ? Nói lại đi. Mac chạy Windows. Vâng, một chiếc MacBook chạy Windows. Nhưng đặc biệt là có tính năng tuyệt vời trong hệ sinh thái Huawei, là cho phép chúng ta có thể kết nối các sản phẩm Huawei với công nghệ Huawei Share. Và mình sẽ review con laptop này sau nhé các bạn. Và biết đâu là sẽ làm một video về hệ sinh thái của nó nữa. Hẹn các bạn các video lần sau. Same pace of life, same pace of life, same pace of life.